Sau đây là kết quả xổ số Bình Dương thứ 6, ngày 28 tháng 7 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4-1. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7-2-3. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7-4-6-4, 3-7-7-4, 6-9-5-1. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3-1-7-2. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6-2-3-2-3, 9-7-8-2-3, 2-2-1-2-3, 3-0-1-8-3, 0-4-9-0-1, 5-4-0-5-0, 7-4-7-4-1. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9-5-6-5-1, 9-2-2-1-8. Giải 2, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3-2-0-6-1. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8-2-1-7-5. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 0-0-5-4-6-3. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 0-0-5-4-6-3.